Chim ác là, hay còn gọi là hỷ thước, đây là một loài chim thuộc họ quạ. Chúng có tiếng kêu khàn khàn, lông của chim ác là có màu đen, với một vài nơi có ánh tím và lục, điểm thêm màu trắng, nhìn rất đẹp, và đây cũng là loài chim rất thông minh. Trong văn hóa dân gian châu Âu, thì loài chim này gắn liền với bất hạnh và phiền muộn. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, thay vì là dấu hiệu của sự không may mắn, ác là lại được coi là dấu hiệu của sự may mắn, cho nên chúng mới có tên là hỷ thước, nghĩa là con chim báo điểm lành. Đây cũng là loài chim nằm trong sách đỏ Việt Nam. Chim ác là có tập tính bảo vệ lãnh thổ rất cao, các cặp ác là kết đôi theo chế độ một vợ một chồng và sống cùng nhau trong suốt cuộc đời. Nếu bạn đến quá gần tổ của chúng, thì những cú đột kích từ trên cao xuống để cảnh cáo cho bạn biết, và nếu bạn không đáp lại, chúng sẽ tấn công có thể gây mù mắt hoặc chảy máu đầu cho bất kỳ người nào cố tình chạm đến tổ của chúng.